Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Thị Sang cùng lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có buổi làm việc với công ty cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi làm việc nhằm bàn bạc xúc tiến các điều kiện để sớm triển khai các dự án trong lĩnh vực giáo dục và du lịch mà công ty Nguyễn Hoàng dự kiến đầu tư trên địa bàn thành phố Bạc Liêu chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh bạc liêu dương thành trung cho biết thời gian qua công ty cổ phần đầu tư phát triển nguyễn hoàng dự kiến triển khai 3 dự án lớn tại bạc liêu cả ba dự án này cùng nhiều dự án liên quan khác đang được quỹ ban nhân dân tỉnh bạc liêu chỉ đạo và đôn đốc thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng riêng 3 dự án mà công ty nguyễn hoàng dự kiến đầu tư quỹ ban dân tỉnh phân công phó chủ tịch quỹ ban dân tỉnh lâm thị sang phụ trách theo dõi đôn đốc các sở ngành liên quan tạo điều kiện cho dự án sớm được thực hiện về tiến độ các công việc ba dự án này, thứ nhất là dự án khu công tử Bạc Liêu, tỉnh đang tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng có diện tích 1,2 hecta để đến ngày 15 tháng 10 tới sẽ đấu giá đất và giao đất cho nhà đầu tư. Thứ hai là dự án xây dựng ba trường chất lượng cao phía đông đường Võ Văn Kiệt, diện tích 28,5 hecta đã lập xong phương án bồi hoàn hỗ trợ tái định cư, dự kiến từ ngày 15 tháng 9 đến giữa tháng 11 chi trả bồi hoàn xong các trường hợp bị giải tỏa từ dự án, sau đó giao đất. Thứ ba là dự án xây dựng khu nhà ở chỉnh trang đô thị 10 hecta tỉnh đang lập phương án giá để bồi hoàn, dự kiến tháng 11 sẽ hoàn thành và đấu giá đất vào tháng 12. Sau khi tìm hiểu một số chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư dự án, tiến độ thực hiện các dự án, công tác chăm lo cho các đối tượng bị giải tỏa thu hồi đất, đại diện công ty Nguyễn Hoàng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện nguồn lực để khi có được mặt bằng, đơn vị sẽ tiến hành triển khai các dự án đã đăng ký theo dự kiến. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Dương Thành Trung đánh giá cao năng lực và dự án mà công ty Nguyễn Hoàng đã quan tâm đầu tư và chuẩn bị đầu tư tại Bạc Liêu, đồng thời mong muốn trong thời gian tới công ty sẽ có nhiều dự án đầu tư tại Bạc Liêu. Tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị triển khai các dự án trên địa bàn và chỉ đạo các sở ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ phối hợp với công ty Nguyễn Hoàng trong việc tiến hành các thủ tục hành chính để sớm triển khai các dự án đã đăng ký công ty cổ phần đầu tư nguyễn hoàng là công ty đầu tư hệ thống giáo dục đạt chuẩn giáo dục quốc tế từ bậc mầm non đến đại học hệ thống gồm một công ty mẹ và tám công ty con hoạt động trên ba lĩnh vực giáo dục du lịch nhà hàng khách sạn đây cũng là đơn vị đã đầu tư thí điểm thành công trường ischool tại bạc liêu